Trong thời gian gần đây, khi chúng tôi tới với Festival Asian Rock tại Indonesia, các khúc này chúng tôi đã sử dụng và đây là một trong những điều rất đặc biệt dành để chia sẻ với những người bị thiệt thòi bởi vì động đất lũ lụt khắp thế giới. Đó chính là bài Anh Sẽ Đến. Chẳng ai thức dậy, vương làm gì hôm nay cho lần cuối. Điều đó lớn lao hoặc nhỏ quen cũng không sao. Thương những số phận cho ta phút đó để đặt lòng tin. Làm sao buông xuôi mọi điều cứ thế điều ra. Nhưng tôi tin rằng mình không cúi. Sống chỉ còn lẻ loi, chưa biết lý do để làm tôi phút cuối cùng. Dường như số phận chọn ta phút đó để đặt lòng thi, làm sao buông xuôi mọi điều cứ thế điều ta. Mình không cúi đầu, quy nan xưa sống chỉ còn lẻ loi. Chưa biết lý do để làm tôi phút cuối cùng. Dường như số phận cho ta phút đó để đặt lòng tin. Làm sao buông xuôi mọi điều cứ thế điều ta. Anh sẽ đến để luôn được với. Anh muốn chờ thế thôi. Anh sẽ tới vượt qua